Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay cũng đến chỗ rất là quen thuộc, chỗ cây kiển Thanh Bình ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, và có review một số cây kiển và có giá luôn nha bà con. Rồi, chào tất cả bà con đang xem kênh à. Hôm nay em có tiếp tục một lô là bông trang ha bà con, sứ bông trang ha. Để giao lưu với bà con. Với được một cặp phù dung nhỏ ha bà con. Cuối clip có cặp phù dung nhỏ. Rồi đây là cây mã số 1, một cây Mỹ Hồng ha bà con. Này mã số bữa nay là C ha. Này mã số này số 0 đi bà con ơi. Đó, C0. Chiều cao là 122. Cây này đang lên nụ rất là sai luôn. Tán ngang là 85. Đó. Thoát thân rất cao luôn ha. Tán tròn này vô dây bẻ tán tròn đều ha bà con. Thoát thân là 40. Đó, mình đâu hoành cái đi. Này đế là cuồn cuộn luôn đó. Hoành là 9. Cái này cái thuần chậu ha bà con. Đó, rồi cái này giao lưu với bà con là giá 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Đó, 1,2 triệu. Một cây Mỹ Hồng thuần chậu. Đây số 1C là một cây sứ hạt ha, sứ hột ha. Đó, cây này củ rất lớn, tông rất cao ha. Đang lên bông gỗ ha. Vài bữa nữa là gỗ lắm, rất là nhiều bông đó. Cao đó là 120. Đó, nó bắp vô bông đều hết rồi. Tán ngang là 90. Đây. Củ sứ hộp, củ rất đặc luôn. Đây tổng cái hoành củ nó là 96. Rồi. Rồi cái sứ này em giao lưu với bà con là 2,9 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Để lên số 2, số 2 chưa? Đây tới số 2. Đó. Số 2 là một cây sứ kỳ duyên nha bà con. Đó. Chiều cao là 47. Đó, sứ kỳ duyên cái bông nó nhiều lớp cánh ha. Tán ngang là 40. Đây mình đã hoành thân đi, mình cho nó một vòng. Hoành thân chỗ này nó 17. Hoành cái cũ ở đây là 47. Rồi cây này có giá là 550k ha bà con. Em bao ship toàn quốc. Một cái sứ kỳ duyên ship chậu luôn. Mã số 3. Số 3 là một cái bụi trang vàng ha bà con. Đây trang vàng thành phẩm ha. Bông đang lên gỗ ha. Cao nó là 108. Tán ngang là 80. Đó, tán rất là đặc luôn ha. Cái này nuôi cũng vô chậu cũng lâu lắm rồi. Dễ lên là bích hết trơn rồi. Cái này dạng bụi ha bà con. Bụi. Hoành nó cũng nhỏ chứ không có lớn ha. Đó, dễ dãi lên. Đó, hoành nó cũng không có lớn không. 7-8 như vậy, này còn sâu ở dưới chắc là 9-10. 7-8 ha. Dạ. Rồi, cái bụi này có giá là 1,1 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn ha bà con. Cái thuần chậu ha. Đây mã số 4 cũng tiếp tục luôn, nó một cặp được một cặp đó ha. Lô này em cũng còn nhiều. Cao nó là 102. Tán ngang là 69. Ủa sao ngắn à? 70 mấy mấy thôi. Xin lộn. Rồi nó cũng dạng bụi luôn nha bà con. Cũng giá là 1,1 triệu luôn ha. Cái này cái thân lớn nó nằm ở phía dưới ha. Bao ship toàn quốc luôn. Đây tiếp tục là một bụi trang sen. Sen này cái bụi này bụi lớn hơn cái lô trước nha bà con. Còn đường cặp lớn. Tán ngang nó là 90. Chiều cao nó khoảng là 106. Cái này nó lên bông đều rất là đẹp ha. Nó nở rất là dai ha. Bông rất lâu tàn. Đó. Đây cũng dạng bụi luôn ha bà con. Đây thân nó gì đây.
Thân này chắc cũng 7-8. Nó sâu ở dưới này một bụi. Rồi, bụi này có giá là 1,1 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc. Rồi xuống bụi đó đi. Lên lên cho. Xuống đầu đó. Đây. Mã C6 ha bà con. Này chữ C ha. Nhớ giùm em. Cao là 110. Tán ngang là 92. Đó. Này là điều hết, là đọt nào cũng có búp nụ hết trơn rồi. Này nở ra bông rất là đẹp luôn. Rồi cũng bụi luôn ha. Nào mình đo ra một vòng bụi nữa. Này nguyên một bể nữa. Nguyên bể đi. Hào hào hết. Này khoảng 35 đi. Dạ. Đấy 38 mình tính 35 đi. Màu sâu với là nó thường thường trang này nó có một củ lớn rồi bắt đầu đâm lên nhiều chồi. Rồi cũng đồng giá là 1,1 triệu luôn ha bà con. C6. Đó. Rồi C7 là đây là cái trang thuần chậu ha bà con. Trang đỏ ha. Lô không gài đồng giá 400. Mình lấy cái điểm chuẩn của nó là 80 đi. Ngang 50 nữa đi. Rồi. Rồi hoành cái này khoảng 6-7. Chắc 7. Còn sâu xuống nữa 400 bao ship toàn quốc. À. 8. Rồi 8 này cũng đồng giá luôn nha bà con. Cao khoảng 80. Ngang 50. Hoành 6-7-8. Từ 7-8 ha bà con. Từ 7. Rồi 400k C8 ha bà con. C9. C9 cũng đồng giá 400k luôn, cây thuần chậu ha. Cái gì này về mình cắt bông xong mình cơi đọt lại là nó đâm đọt non lên, lá nó già lại lên bông tiếp tục ha bà con. Nó rất là xuyên bông. C9 này cũng có giá 400 luôn. Rồi 80, 50. Hoành từ 6, 7 trở lên. À. Rồi 400k, bao ship toàn quốc. 10. C10. Đó. C10 350k. Này tán ngang khoảng 50. Cao 80, này hơi thưa tạng chút. Hoành là khoảng 7. 350k, bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 11. 11 này hoành khoảng 8. Cao 80, ngang 50. Đây. Cây này lá nó già lá lên bông rồi, mình khỏi để. Này cây này rất dễ lên bông. Rồi C11 này có giá 400 luôn ha bà con. Cũng một cốt luôn ha. Hoành khoảng 7, 8. Rồi đổi cây. C12. Đây cũng tiếp tục cây thuần chậu ha. Tự giờ cây thuần chậu ha. Là 400 luôn ha bà con. Đó. Cao 80, ngang 50. Hoành 7. Rồi 400k bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. 13 là một cây trang bứng nha bà con. Cái này cao 80. Ngang 50, 55 mà tính 50 đi cho đo thử cái hoành ở dưới đây cái luôn. Hoành là 8 rồi, yếu 9. Rồi. 400k bao ship toàn quốc. Này. Hoành này cũng 8 luôn. À, ngang 50 cao 80. 400k, hoành này 8 nha bà con. Bao ship toàn quốc. C14 ha. À, C15 là một cái thân chậu ha. Đó. À, cây này yếu 350 thôi. Cao 80. Ngang cũng 50. Thử cái hoành đó, ăn cái hẹo hẹo lại 7 đi. Hơn 7 tính 7. Rồi 400k bao ship toàn quốc. 16. Ủa 350 chứ. Cây nãy 350, cây mới vừa xuống 350 hơi yếu. Cây 16 này là 400 ha bà con. Này hoành 7. Cao 80, ngang 40. Đó.
Đây một cốt nó gì đây ha bà con. Cây thuần chậu rồi ha, cái này là thuần chậu. Rồi là 400k bao ship toàn quốc. 18 17, C17 cao 80 ngang 50. Đó, hoành này khoảng 8. 400k. Cây này là cây bứng nè cô hai bà con, cây bứng mô ha. Mấy cây bứng này khi ra tới chỗ cái mình ngâm nước nó khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi mình trồng nó, mình để trong mát ha. 18 là một cây thuần chậu. Cây nó sẽ mau khỏe hơn. Mình đi xa là mình ngâm nước nó vài tiếng đồng hồ mình trồng là cây mau khỏe lắm. 80 50. Quanh 7. Gần 8 rồi. Ở dưới là 8 luôn rồi. 400.000 bao ship toàn quốc. C19. Đây. Cũng đồng giá là 400 luôn ha bà con. À, cái này cây để hơi nghiêng, cái bậu nó hơi nghiêng ha. Bởi mình thấy cái cây nó nghiêng. Rồi 80 50 đi. Quanh nó khoảng 7. Rồi đồng giá 400. Cái lô này em không gây bán 400 nhiều. Còn ai mua số lượng nhiều thì em có thể giảm giá lại nữa ha. Đây 20 là một cây trang vàng này, vàng nghệ thôi con. Vàng nghệ có cũ ha. Cao là 69. Lá ngang là 50. Đây nguyên một củ đây. Đó, nó bị lớn nó có cũ rồi đó. Quanh chỗ này là 8. Rồi 300k bao ship toàn quốc cây trang vàng nghệ. Lô này em còn rất là nhiều, ai đặt số lượng nhiều em sẽ thương lượng giá cả. Em có số lượng. Cao 60. Ngang là 45. C21 300k vàng nghệ luôn. Đó. Quanh này 7. 300k bao ship toàn quốc. Vàng nghệ thuần chậu nha bà con. Đây cây C22. Đó, bông lên đây. Đây bông vàng rất là tươi luôn. Cao 50. Ngang 49. Đó. Quanh là 7. Rồi cây này có giá là 300k luôn, bao ship toàn quốc nha bà con. C23. C23 là một cây mía hồng. Đó. Hôm nay em được 2 cây mía hồng ha. Cái này cao 80. Ngang 80. Đó. Quanh này là 7 yếu 8. Rồi 600 650k bao ship toàn quốc hả bà con. Tốt. 24. Đây, này cái thuần chậu hết ha. Cao là ngang là nó 90. Cao 70. Quanh nghe đây là 9. Rồi cái này 600k thôi. Bao ship toàn quốc. Đó, một cây mía hồng thuần chậu. Rồi một cây để dưới thì cây lên trên. Rồi tiếp tục là trang vàng ha bà con. Đây cái này gì mình cắm cây là nó ngay ha. Cái này bắt cặp luôn ha. Cặp luôn. Đó. Cặp 25. Này tán ngang khoảng 50. Cao là 60. Hoành chắc 4-5 rồi. Hoành chỗ này đo sát là 6 rồi. Nhỏ. Rồi bây giờ mình bán cặp đi ha. Cặp này nhiêu à? Một cặp là nó 500.000. Bao ship toàn quốc cây thần chậu ha bà con. Đó. Cặp 26. Cặp 26. Đó, cặp C26 ha. Cao dưới ngang thôi. Cao 58. Ngang 55. Đó. Một cặp nó đều đều nhau vậy đó ha bà con. Là 500.000 một cặp ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. À, ai lấy số lượng nhiều thì em có thể giảm giá lại ha. Lấy từ 3 cặp trở lên. Ở đây đó, nói gì nữa đó.
tán rất đều đặc đẹp luôn. C29 là cặp 29 hay bà con. Đây mã C29. Nó ngang 55. Cao 60. Đó. Quạnh nó cũng 56 hay bà con. Rồi cũng 500k, bao ship toàn quốc. Chưa, 30 còn mấy cây đó nữa làm chi? Cây 30, đây cây này tàn tròn rất đẹp ha. Mình cắm cây lên là nó thẳng băng như là nhìn đẹp lắm nè. Cao 55, ngang 62, hai cây phù dung. Đó. Đây nó làm gì đó ha, bông đang sơm này bông lên rất đẹp ha. Đó, cũng 500 hay bà con, C30 ha. Tới phù dung. Rồi rồi, phù dung 31. Chiều cao nó là 68. Tán ngang nó là 70. Đó. C31 này có giá là 450k, em bao ship toàn quốc nha bà con, này hoành nó khoảng 10 ha. 2 tháng rồi. Đó, cái này phải tưới nước nhiều ha bà con. Này mình vận chuyển nó có thể rụng lá bớt hay là rụng lá chân rồi ha. Cái con hai, có bị gì không? 32, cái thằng kỳ rồi đó. 32. Cũng tiếp tục là cái phù dung luôn. Giấy ghi kìa. Rồi. Cũng 450 luôn nha bà con. Đó, được cặp này nó cũng na ná nhau hả. Tán ngang 77. Cao là 70. Rồi hoành khoảng 10. 9-10 rồi, cây này cũng có giá 450 luôn. Cây thấy à? Ừ. 33 là một cây thần kỳ hả bà con. Rồi cái này có giá là 400k. Đó. Cao là 68. Tán ngang là 52. Cây này gần lên bông rồi ha, nó có một đợt trái rồi ha. Nó cũng mới lú một hai cái bông. Đó, đế rất đẹp ha bà con. Hoành nó là 8. Rồi cái này 400k em bao ship toàn quốc hả bà con. Rồi. Cây này cũng cuối clip Thanh Bình cũng chào bà con và chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ clip ạ. À. Chân thành cảm ơn ạ. À. Rồi chào mình luôn. Rồi kênh là TK Bonsai xin kính chào bà con cô bác đã xem video. Và hẹn gặp lại bà con cô bác ở video lần sau.